chào Đại Ngộ cùng quý vị trở lại với chương trình Y học cổ truyền với Đông y Sĩ Cẩn Thi ngày hôm nay. Trước hết thì chào Đông y Sĩ Cẩn Thi. Chào Quốc Bình và kính chào tất cả quý khán thính giả của đài BUN 57.3. Vâng, kính thưa quý vị và Đông y Sĩ Cẩn Thi thì có lẽ là chủ đề ăn uống thì có lẽ là làm nhiều người cũng quan tâm trong một cái chương trình mà Đông y Sĩ Cẩn Thi cũng trình bày về thể loại dầu ăn, nói cũng rất là nhiều về một cái loại chất béo mà có lẽ là nhiều người ngày nay cũng có theo cái xu hướng là khuyến khích ăn dầu hơn là ăn mỡ bởi vì hình như là nó tốt hơn. Nhưng mà không biết tại sao ăn cái gì đó, chẳng hạn như là Việt Nam mình thì phải có một chút chất béo, mà ngay cả đến động vật đó thì cũng phải thích, chẳng hạn như là thịt ba rọi thì mới là ngon, phở mà không có cái nước béo thì cũng không còn là tô phở ngon. Thì hôm nay chúng tôi mời Đông y Sĩ Cẩn Thi trở lại làn sóng trình bày một cái thể loại dầu béo mà từ động vật nên tạm gọi là mỡ động vật ngày hôm nay. Mời Đông y Sĩ Cẩn Thi có một chút khái niệm về gọi là mỡ động vật trong chương trình này. Vâng. Khi mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ mỡ động vật có nghĩa là nói thẳng như là coi như là mỡ của các loại động vật mà chúng ta đã nuôi. Thường thường chúng ta thấy rằng các món ăn được liệt vào cái hàng ngon nhất, bổ nhất, khoái khẩu nhất thì thường thường là có kèm theo ít nhiều chất béo mà ta gọi là chung là mỡ. Thí dụ như là bò thì có thịt bò, gan bò, lòng bò, nạm, dề, gầu, nước béo vân vân. Như Quốc Bình đã nói đó, nếu một tô phở ngon mà thiếu nước béo và miếng nạm gầu dề thì thật là kém hương vị. Đó là nói về vấn đề phở bò. Còn heo thì có thịt heo ba rọi, lòng heo, gan heo, lưỡi heo, giò heo, đầu heo, lỗ tai heo, mỡ heo vân vân. Như vậy khi một tô thí dụ như hủ tiếu mà thiếu đi cái giò heo, bởi vì sao? Tại vì trong giò heo nó có chất béo, cho nên vừa ăn ngon thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái tô gọi là hủ tiếu này mới ngon. Vâng, và có một cái đó mà ngày nay thì quý vị mà ăn tôm hùm đó thầy, thì người ta cứ nói là coi chừng là sẽ bị cholesterol nhiều. Có nghĩa là trong cái con tôm này nó cũng có chất béo nhưng mà nó không là như miếng mỡ, như là con miếng mỡ trong thịt bò phải không ạ? Dạ vâng, nói như vậy chúng ta chỉ nhìn dưới một góc độ rất là đơn giản. Bởi lẽ là con tôm chất béo nằm ở đâu? Hết 70% con tôm hay là crawfish hay là gạch cua thì nó nằm ở trong cái đầu. Cho nên khi mà chúng ta ăn crawfish thường thường là chúng ta bẻ làm đôi ra thì chúng ta phải húp vào cái đầu nó, phải không ạ? Phải húp cái đầu nó mới ngon, chứ còn ăn mấy cái kia thì dường như không ai thấy ngon gì hết á. Nhưng kỳ thiệt trong toàn con tôm nó đã chứa từ 30 đến 35% chất béo rồi. Còn riêng là trung trên đầu nó khá là nhiều. Cho nên dù có quăng cái đầu bỏ đi thì chúng ta vẫn còn vớt đi một số cái cholesterol nằm ở trong thân của con hải sản đó. Cho nên là thí dụ như quý vị nghĩ rằng ăn mực á, quý vị nghĩ rằng nó chắc không có chất béo phải không? Không. Theo sự nghiên cứu cho biết là mực là một trong những loại mà được coi là chất béo xấu nhất và được coi là nhiều nhất. Nó không có thua gì tôm hùm hết. Vâng, và nếu như vậy thì chất béo từ cá, tôm, thịt thì cũng gọi chung đó là mỡ động vật hết ạ. Dạ, đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta phân biệt giữa động vật ở trên bờ và động vật ở dưới nước. Riêng động vật ở dưới nước á, chúng ta thấy là cá nước mặn như là cá salmon hay là cá sardine có chứa chất béo. Trong đó chất béo nó gồm có 3 cái loại chất béo: omega 6 và omega 9. Như vậy đó, 3, 6, 9, đây là 3 loại chất béo rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên ở trong này có omega 3 đó được coi là ưu điểm nhất. Nó sẽ giúp cho cái vấn đề chuyển hóa cũng như là làm tan cái chất béo nằm ở trong cái cơ phận của chúng ta. Đồng thời nữa nó giúp cho cái tim hoạt động tốt. Như vậy khi mà ăn chất béo bởi cá thì nó giúp cho cái vấn đề tim mạch của chúng ta khá hơn chứ không bao giờ xấu hơn. Cho nên người ta nói rằng nếu đã ăn chất béo động vật thì chuyển từ chất béo những con vật trên bờ chuyển ra chất béo con vật nằm ở dưới nước mà đứng đầu nó là cái nhân loại cá. Vâng. Có nghĩa là cá nào cũng tốt hay là tùy loại cá thôi thầy? Dạ vâng, thật ra là cá nào cũng tốt nhưng mà nó nhiều chất béo quá thì lại có sự tiêu hóa rất là kém. Cho nên những con cá ví dụ như là cá salmon được coi là cá tốt, cá cái phiết của mình cũng được coi là tốt. Nhưng mà quý vị thấy là cái đầu kênh chua mà nếu có cái con cá bông lau hay là con cá tra chẳng hạn như vậy á thì nó rất là ngon. Tại sao? Tại vì cái lớp mỡ nó nằm ở phía dưới bụng con cá này nó rất là nhiều, nó khiến cho chúng ta cảm giác là món ăn rất ngon. Nhưng mà quý vị nên nhớ là lớp mỡ này không tốt lắm, cho nên ăn phải hạn chế, nếu không mà cứ xả láng nói là trong đó có
omega 3 nó tốt lắm, quý vị ăn cái đó là tự giết mình thôi. Thì nhiều khi cũng hơi hiểu lầm ra đây, cái đó là mỡ cá tốt là mình cứ thế dí cá ăn thôi. Nhưng mà không biết là tại sao những cái món ăn của người Việt Nam mình hay như là cả Mỹ nữa thì nó phải có một cái chút chất béo thì mới gọi là ngon. Thì trong cái chất béo này nó có cái gì mà nó gợi cảm hơn cho mình để mình ăn thấy nó ngon thế thầy? À, hoàn toàn đúng. Theo các nhà nghiên cứu cho biết rằng chất béo nó có tác dụng kích thích dịch vị của chúng ta, vừa giúp thèm ăn lại không cho cái cảm giác no ngay. Cho nên ăn mỡ nhiều mà ít thấy ngán, mau no như là dầu vậy đó. Ăn dầu chút xíu là chúng ta thấy ngán rồi, nhưng mà ăn mỡ hoài không có sao hết. Bởi vậy cho nên vì sao mà những người béo phì dễ tăng cân thì càng thích ăn béo. Hễ vào tiệm phở nghe nói mùi thịt nướng, cá chiên thì y như rằng chúng ta đang bị người đó hay là một cái vật đó nó lôi cuốn mình mà bắt buộc phải ăn. Và khi ăn vào chúng ta cảm giác là nó ngon miệng và không bao giờ thấy ngán cả. Cho nên càng ăn thì càng mập thì càng sinh ra nhiều bệnh. Cho nên đừng có bao giờ chạy theo vấn đề chất béo động vật, quý vị sẽ bị nó giết chết luôn. Và kính thưa quý vị, thì có lẽ là chúng ta cũng biết đó là trong cơ thể chúng ta có những cái gọi là những cái blocks, building blocks, chẳng hạn như là mình có cần những chất đạm, chất đường, chất béo. Chứ thật sự là mình cứ nói chất béo thì để dễ nào là bị đóng thành động mạch hoặc là bị cao máu vân vân. Nhưng mà bản chất chất béo nó cũng là một trong những chất rất căn bản trong cơ thể chúng ta cũng rất cần. Có điều là mình cần ở mức độ vừa đủ thì nó tốt, mà nó nhiều quá thì nó sẽ gây hại cho sức khỏe. Thì trong cái suy nghĩ này đó thì Đông Huy sẽ có thể chia sẻ một chút về cái chất béo đó nó quan trọng như thế nào trong cái vấn đề dinh dưỡng của chúng ta. Dạ vâng. Đứng về mặt thực tế thì chất béo nó cung cấp nhiệt lượng nhiều, và cái chất béo đóng vai trò chính trong cái việc cung cấp năng lượng cho cơ thể rồi, mà giúp điều hòa và duy trì nhiệt lượng nội thân. Và lúc thời tiết ở bên ngoài giá lạnh, đây là lý do vì sao mà chúng ta thấy giữa hai người, người ốm và cái người mập, thì cái người mập lại chịu lạnh tốt hơn, bởi vì có lớp mỡ rất dày bao phủ chúng ta giữ nhiệt lượng trong cơ thể. Rồi chất béo nó giúp cho chức năng thần kinh hoạt động hữu hiệu, sắc da được xinh tươi láng bóng. À, quý vị thấy là người Việt Nam của chúng ta thì nó có nhiều cái cô gái, thí dụ cô gái ở Nha Mân thì da trắng, cô gái ở Bến Tre thì nước da nó bánh mật và tóc nó được mượt. Tại sao vậy? Bởi lẽ là con gái Bến Tre hầu hết là uống nước dừa, ăn cơm dừa, rồi sức dầu dừa, vân vân. Như vậy phải nói rằng đó là do cái nguồn gốc giúp cho cái chất béo trong cơ thể chúng ta được phát triển tốt, cho nên nó giữ được cái da thịt mịn màng. Hay như vậy. Dạ thì nhỡ là Bến Tre có dừa, những vùng khác không có dừa rồi xài dầu gì giờ thầy? À, vâng, thì thật ra ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là nhập dầu dừa từ Bến Tre cho các tỉnh ở miền Trung, kể cả tới miền Bắc. Ngày hôm nay nếu không có thì chúng ta quay trở lại là dầu mè, dầu liêu. Dạ. Thì đó là cái dầu để mà chúng ta thay thế được cái dầu dừa đó. Vâng, và trở lại một cái câu mà có lẽ là rất là nhiều trong dân gian mình cũng thừa, mình cũng nghe nói nhiều là dầu thực vật thì tốt, chẳng hạn dầu olive tốt, mỡ động vật thì không tốt. Nhưng mà phải lượng định ra sao? Tại vì mình vẫn phải cần ăn hay là mình không nên ăn luôn về cái vấn đề mỡ động vật ạ? Vâng, thật ra thì cái vấn đề mỡ động vật, tức là mỡ heo, mỡ bò, mỡ cừu, mỡ gà, đây là những loại chất béo có nguồn gốc động vật, đều thuộc loại mỡ bão hòa, là thứ chất béo có liên hệ đến hàng loạt vấn đề không tốt cho sức khỏe, đặc biệt về các bệnh tim mạch và ung thư. Thứ hai nữa là chất béo động vật thì nó có đặc tính là đông cứng lại ở nhiệt độ ở trong phòng, tức là nó có thể làm cho cơ thể chúng ta không còn có hòa tan được nữa. Cho nên lúc đầu chúng tôi nói rằng cái mỡ hay là chất béo bão hòa đó, như là mỡ heo, mỡ bò đó, thì nếu trong trường hợp chúng ta nó đã tan ở trong nước sôi một lần rồi, khi mà chúng ta ăn vô đó thì ở trong cơ thể nó đóng khối trở lại chứ không có tan nữa. Vậy cho nên chúng ta thấy rằng càng ăn chất béo và động vật chừng nào thì thấy là cholesterol nó trong máu nó tăng cao, và đồng thời đi đến trường hợp những cái bệnh tim mạch đó. Tại sao? Tại vì nó tạo ra những cái plaque, nó đóng ở trong cái thành mạch của mình, nó làm cho cái đường huyết dẫn đi đó nó hẹp trở lại, và từ đó nó dẫn tới stroke hoặc giả là hư ác tắc. Đây là lý do tại sao là chúng ta nên tránh, để tránh cái trường hợp bị bệnh hay là bị bệnh đột quỵ đó. Thì đó là cái sự nhắc nhở cho những thực khách biết rằng nó nguy cơ ở chỗ nào để chúng ta có thể phòng bị được mà chúng ta không nên ăn. Dạ vâng. Nhưng mà một cái mà Đông Y sẽ để khuyên với khán giả thì có nghĩa là mình nên ăn ở cái mức độ nào đối với lại cái mỡ động vật, thì mình vẫn biết là ở một cái mức độ nào đó thì mỡ động vật thì nó không tốt, hoặc là có nhiều cái chất gọi là không bão hòa, mỡ không bão hòa đó thì đối với cái chọn lựa đó với lại cái dầu ăn thì có nghĩa là mình nên chọn lựa dầu ăn hơn là mỡ động vật ạ?
Bây giờ có khuynh hướng là người ta dùng chọn lựa để dầu để thay mỡ. Tuy nhiên nếu trường hợp mà chúng ta thấy có những điều kiện được thì chúng ta vẫn có thể dùng mỡ động vật như thường, nhưng mà dùng cho đúng cái liều lượng, nó có giới hạn thì tốt, có lợi. Còn lạm dụng thì dù là nhân sâm cũng có hại nữa quý vị. Còn theo các nhà dinh dưỡng học, nên hạn chế dùng chất béo và nguồn động vật. Bởi lẽ là cái đó như chúng tôi vừa trình bày, nó tạo ra cholesterol xấu, tức là LDL, nó bám trong thành mạch mà không bao giờ có thể tan được. Cho nên chúng ta cứ uống cái thuốc mà cholesterol tối ngày như vậy, hết năm này sang năm nọ vẫn không ngưng, thì như vậy chúng ta nếu mà kiêng ăn thì chúng ta không cần phải dùng cái đó nữa. Như vậy ở trong chất béo của động vật, chúng ta nên dùng chất béo của cá thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì trong đó có omega 3, 6, 9, nó có lợi cho cơ thể chúng ta. Vâng, và ngay cái cá thì Đông Y Sĩ cũng có nói là cũng một cái mức độ nào đó thôi, chứ dạ, không phải là cứ tốt là mình ăn nhiều vào là được. Dạ, bất cứ cái gì ha, ăn quá giới hạn đều có hại cả, kể cả chúng ta uống nước ngọt cũng vậy nữa. Nước ngọt thì một phần nào đó chúng ta thấy là nó cũng ngon ngọt, nhưng mà ngày nào cũng uống chừng 1-2 lít vậy á, quý vị nên nhớ rằng vài năm sau quý vị bị tiểu đường rồi, và nó tạo ra mỡ nữa. Như vậy nồi ăn đường không, quý vị cũng thấy là nó nguy hiểm rồi, huống chi nói vấn đề những cái loại khác. Cho nên trong chất béo nó cũng vậy. Dạ, thì giống như cốt thì thật sự ở đây làm việc nhiều khi mệt cái này thì uống ly cốt vô tự nhiên nó tăng lượng lên liền làm việc tiếp. Chính vì vậy cho nên ngon cái miệng hại cái thân, phải không ạ? Cho nên mấy các nhà dinh dưỡng học đã nói rằng chúng ta một bên là cái miệng, còn một bên là sức khỏe. Nếu mà chúng ta biết đường để chọn lựa thì chúng ta đã chọn lựa con đường tốt rồi, không bao giờ vì cái miệng để làm hại cái thân của mình. Đó là lời khuyên tốt nhất của các nhà dinh dưỡng học ngày hôm nay. Vâng, và cũng gần hết thời gian, trong 30 giây Đông Y Sĩ Cát Thiên có thể chia sẻ một chút cái thông điệp trong cái chủ đề mỡ động vật ngày hôm nay cùng quý vị khán giả. Thưa quý khán thính giả, nói đến mỡ thì quý vị cùng với chúng tôi cũng thông cảm được rằng khi mà chúng ta còn nhỏ bên Việt Nam đó, chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng mỡ nó nguy hiểm như thế nào. Khi còn nhỏ, đối với con nhà nghèo như chúng tôi đây đó, một bữa ăn mà có cơm mà chan với mỡ heo là chút nước mắm nữa thì tuyệt vời. Trong khi đó thì người nhà giàu thì có thể đến tiệm phở để ăn một tô phở bò, phở tái, nạm dè, gầu vân vân, rồi cho một thêm tô nước béo và hai cái hộp gà nữa, phải không? Thành thử nhà nghèo thì nó không chết vì vấn đề mà cholesterol, nó lại chết vì cái bệnh khác. Còn nhà giàu thì chết ở trong cái trường hợp mà bị no, và chết cái trường hợp bị stroke, và người ta bị là trúng gió đó. Cho nên ở Việt Nam rất là nhiều trường hợp bị trúng gió, cho đến ngày hôm nay nó vẫn bị trúng gió nhiều như thường. Thật ra cái đó là do ảnh hưởng của thành mạch nó hẹp, do những người giàu có, những người mà đang cầm quyền của đất nước của chúng ta hiện nay đó, họ khoái ăn rất là ngon. Và đây là cái lý do tại sao nhà cầm quyền chết trúng gió rất là nhiều. Dạ vâng. Cho nên quý vị hãy chọn cái chết làm sao cho nó thoải mái. Chết mà chết già, chết khỏe thì chúng ta nên chọn, mà chết bất đắc kỳ tử như mấy ông cán bộ đó thì chúng ta nghĩ rằng cái đó người ta rủa, ta nói rằng sao nó không trúng gió nó chết liền cho rồi, thì thật sự cũng có chết nhiều lắm, chết trúng gió rất là nhiều, thuộc thành phần đang lãnh đạo đất nước của chúng ta. Và kính thưa quý vị, thì đó là chủ đề mỡ động vật trong ngày hôm nay mà Đông Y Sĩ cũng có đưa đến một số cái lưu tâm. Có lẽ là quý vị khán giả, nếu mà những người quý vị khán giả lớn tuổi thì cũng bắt đầu là lưu tâm đến vấn đề sức khỏe khi mà đi khám bác sĩ, mà khi máu mình cao, mỡ cao thì bắt đầu là phải để ý đến những cái chế độ ăn uống. Hy vọng là giúp ích được một số những sự góp ý trong cuộc sống hàng ngày của quý vị về cái liều lượng và sự chọn lựa của quý vị trong dầu ăn hoặc là mỡ động vật. Và đó là một chút thông điệp và cũng gửi gắm cùng quý vị khán giả. Đến đây thì chúng tôi cũng đã hết giờ rồi, nên xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau, và cảm ơn Đông Y Sĩ Cảnh Thiên ngày hôm nay.